chú lớn tuổi rồi, không sao không sao, may quá. Đây có chú xin tiền kìa, con có cho có tiền cho không? Nhí chờ chú 20. Sáng nay thì dẫn hai mẹ con đi ăn sáng, đi ăn bánh hỏi, thịt nướng. Ngon không nha Nhí? Dạ ngon. À. Chị uống nước gì không? Gọi nước đi. Ủa chị có bắt nước không chị? À có nước suối này. Dạ dạ. À nước suối này. À dạ dạ cảm ơn chị. Giấy ăn xong rồi có tiền trả không vậy? Phần này là 200 nha. 200 lận đó. 200 là bán nhiêu trái thơm? 200 là bán 2 trái thơm, 2 trái 2 ngàn. 2 trái 2 ngàn gì? 200 là bán 200 trái được. 200 là bán 20 trái. À, bán 20 trái với gì lộn? 20 trái. Ờ. Sáng là nay đi mua nước tại vì người ta chê, sáng nay nó đen dữ vậy. À, nay đi mua nước người ta chê đen hả? À, sáng nay người đâu đen dữ vậy? Chê gì chạy là ở đâu? Có mẹ nước mắm, đừng có ăn miếng nước mắm. Xin cô đi. Có xin miếng nước mắm đi. Nhí ăn mặn dữ vậy? Ăn mặn. Ăn mặn là da đen đó nha. Không có trắng được luôn á. Không, thường thường là da đen thích ăn mặn. Ê thôi. Đến tay kìa. Ngon quá, chỗ này bán ngon lắm á. Cái chuột đó hả? Nhé này con. Nhà chuột tay nè. Ăn từ từ thôi, bữa nay đâu có bán đâu mà vội. Bán đâu mà ăn nhanh. Chắc mấy hôm nay mới có một bữa ăn ngồi ăn từ từ thông thả. Mấy hôm là cho Nhí gặm bánh mì không à? Ngồi gặm bánh mì. Ngon chứ ta? Ngon. Nhí không ăn ớt hả? Không ăn được ớt hả? Ăn sáng xong xíu quay lại ngay chỗ dựng xe á, về thấy mất cái xe. Chắc cười luôn á. Hồi nãy đi các bạn để cái xe trước cổng nhà, không có đóng cửa lại, để ngoài luôn. Cái xe ở trên là thơm không ạ? Chú lớn tuổi rồi, không sao, may quá. Té xe các bạn. Nên buôn bán ngoài đường cũng sợ. Nhiều khi xe nó mất lái. Nhí chạy ra giúp đỡ người ta liền. Ghê không? Chú đó có bị sao không? Dạ không. À. Nên con đi xe đạp cũng vậy, phải đi cẩn thận hiểu không? Trời, nó ăn bánh hỏi không mà còn thịt còn. Ăn nhà ăn gì ăn cũng không á. Ăn nhà ăn cũng không hả? Thịt đó là nấu ăn. À, ăn thêm miếng đi, ăn thêm miếng đi.
Bây giờ chú cho mới ăn đây. Đây bánh hỏi thịt nướng cũng ngon lắm các bạn. Số tiền đó mẹ mày gửi ngân hàng hả? Ừ. Gửi xong tiền gì có xe bỏ vô hết hết. Không cho ai lấy hết. Ba xin thì còn cho ba 50 thôi. Nhí ra đường mà nói lớn quá rồi chừng người ta nghe cái người ta đi theo. Đây có chú xin tiền kìa. Con có cho có tiền cho không? À, Nhí chờ chú 20. Gia tài được 20 mà cho luôn 20 rồi lấy tiền đâu mà ăn bánh. Dạ. Gia tài được 20 mà. Cho người ta. Cho người ta luôn hả? Tí nữa xin 10 ngàn mua nước uống. Mới uống cái chai hồi nãy mà. Khi nào có dịp mà được á thì dạ. Chị có dịp quê thì alo em đi cùng xuống thăm nhà ngoại thì cho biết, với lại Trà Vinh Trà Cú em cũng chưa đi, nếu như được thì xuống đó là một chuyến từ thiện phát gạo rồi cũng rất là ý nghĩa. Chị cũng thích phát quà vậy chứ gì, mình có gạo á. Dạ. Gạo mình mua bột ngọt mì gì đó. À, người ta mua gạo rồi bột ngọt mì mua thêm. Móc mũi hoài ạ. Đi. Ngon quá các bạn. Các bạn sáng không ghé qua đây nhăn nha. Nâng xe lên nè, đúng rồi. Nâng nâng cái biển, nâng nâng vừa thôi. Rồi được chưa, dàn lại cho cứng. Được chưa? Ngồi lên. Được không? Rồi, ngồi lên thử được không? Dễ hơn hồi nãy hả? Đã ghê ha. Có xe đạp nó đạp sướng ghê á. Rồi quay lại. Có thắng không? Có thắng không? Xe này là xe xịn đó chị, à, gấp lại được. Nhưng mà người ta để lâu á nên nó rít, là phải đem ra tiệm sửa lại một xíu à. Con cần bẻ cái này qua thẳng cái là được rồi. Ừ. Nó không cần bẻ con, nó không cần bẻ đâu con.
lưng chung á. Con hồi nãy con chạy xíu qua xíu lại, dễ chạy nhưng mà dễ chạy nữa mấy vòng. Mình mê xe rồi. Ở tí nữa chị chắc cái xe lên xe chở về luôn ha. Xíu chắc chị chở không được đâu. Chị chở không được đâu đúng không? Được không ta? Chưa biết nữa đây. Đúng rồi, giải quyết hết đống thơm là chị chở được. Tại vì thơm hôm nay bán 100 trái cũng nhiều ha. Bữa nay ông đi vô, anh đi vô hàng sớm đó. À. Rồi cái mắc kệ nhí đi rồi cái đem theo luôn. À. Nếu mà không có ảnh thì bán hai chỗ. À, là bữa nay hai mẹ con bán một chỗ thôi. Đúng rồi. Cái chiều quá gì bán luôn hả? Đúng rồi. À. Vậy nó thấy có mẹ có con nó cũng vui.